cứ đến dịp chuẩn bị Tết cổ truyền hàng năm thì tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép ở nhiều nơi lại tái diễn phức tạp. Để Tết đến xuân về nơi nơi được an toàn bình an thì bên cạnh trách nhiệm của các lực lượng chức năng kiểm tra ngăn ngừa xử lý, mọi nhà cũng cần nói không với pháo nổ. Hàng năm, chủ động dự báo trước tình hình, trong đợt tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau Tết cổ truyền, lực lượng công an các cấp cũng luôn chú ý nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý những vụ việc liên quan đến pháo nổ trái phép. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tính từ trước Tết Tân Sửu 2021 đến nay, lực lượng công an các cấp đã tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý hơn 200 vụ việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép. Qua đó đã thu giữ tăng vật chứng trên 1 tấn pháo nổ các loại, góp phần ngăn ngừa những hậu quả xấu từ pháo nổ. Trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nhâm Dần năm nay, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng, tăng cường hơn nữa việc phòng chống pháo nổ trái phép. Còn cái nhiệm vụ trong cái dịp Tết này thì báo cáo ông chí là đề nghị các ông chí là thực hiện nghiêm túc cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mà kế hoạch này Giám đốc Công an tỉnh cũng đã triển khai cho các đơn vị từ ngày 15 tháng 12 2021 cho đến ngày 15 tháng 2 2022. Tập trung thực hiện quyết liệt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết này. Tăng cường kiểm tra tàng trữ mua bán vận chuyển sử dụng để chuẩn bị đốt pháo nổ trong dịp Tết. Các nội dung này thì đề nghị các đồng chí tiếp tục để chúng ta triển khai tốt công tác tuyên truyền vận động đấy đến các xã, thị trấn và đến từng hộ gia đình. Vừa tuyên truyền đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, vừa xác lập các cái biện pháp để chúng ta phát hiện, xử lý. Và ở cấp xã thì các đồng chí hết sức lưu ý bởi vì lực lượng của chúng ta bây giờ là bám sát cơ sở. Để có một mùa xuân yên bình, một dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 an toàn, tiết kiệm, bên cạnh trách nhiệm phòng chống pháo nổ của các lực lượng chức năng, mọi người, mọi nhà cũng cần nâng cao ý thức ngăn ngừa và nói không với những hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trái phép.